Công dụng của thảo quyết minh là gì? Thảo quyết minh là dược liệu được sử dụng trong y học cổ truyền với nhiều công dụng như hạ huyết áp, an thần, kháng khuẩn, kháng nấm. Vậy thảo thuyết minh sử dụng như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất? Một, Tổng quan về cây thảo quyết minh Thảo quyết minh là loại cây thảo hay cây bụi nhỏ với chiều cao trung bình khoảng 30-90cm. Đặc điểm của cây thảo quyết minh như sau, cây có thân cành nhãn, là cây mọc so lệ, kép và thường có 2 đến 4 lá chết. Mùa ra hoa của cây vào khoảng tháng 5 và tháng 6. Hoa màu vàng tươi mọc từ 1 đến 3 bông ở kẽ lá. Mùa ra quả của cây vào khoảng tháng 9 đến tháng 11. Quả có hình dạng như quả đậu, màu nâu vàng bóng, dài khoảng 12 đến 14 cm. Quả thuyết minh chứa khoảng 25 hạt hình trụ xiên và hai đầu thắt lại. Cây thảo quyết minh thường được lấy hạt dùng làm thuốc. Quả sau khi thu hái về đem phơi khô rồi tách lấy hạt đem phơi hoặc sấy khô. Trước khi sử dụng trong y học, hạt thảo quyết minh được sao bằng lửa nhỏ và chia thành hai loại là sao vàng và sao cháy. 2. Đặc điểm của hạt thảo quyết minh Hạt thảo quyết minh còn có tên gọi khác là muồng lạc, muồng ngủ, đậu ma. Chúng có tên khoa học là Cassia toralor thuộc họ đậu pha bê. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy thảo quyết minh chứa thành phần chính là anthranoid như chrysophanol, fission, obetucin, chrysophusin, rubrofusarin chất béo và sắc tố. 3. Thảo quyết minh có công dụng gì? Công dụng của thảo quyết minh theo y học cổ truyền. Trong y học cổ truyền, thảo quyết minh tươi hơi đắng, có vị nhạt sau khi sơ chế bằng cách sao vàng dược liệu này có vị đắng ngọt hơi mặn tính mát quy vào các kinh can và thận dược liệu thảo quyết minh có tác dụng an thần hạ huyết áp nhuận tràng lợi thủy thông tiện can hòa và tán phong nhiệt kết quả các nghiên cứu cho thấy các dạng bào chế thảo thuyết minh cho cường độ tác dụng khác nhau cụ thể như sau thảo quyết minh sao cháy có tác dụng hạ huyết áp và an thần mạnh hơn dạng sao vàng thảo quyết minh dạng sống có tác dụng hạ huyết áp và an thần yếu hơn nhưng tác dụng nhuận tràng tẩy sổ loại mạnh nhất về công dụng thảo quyết minh được dùng hỗ trợ điều trị tăng huyết áp táo bón đau đầu mất ngủ bệnh tràm bệnh ngoài da do nấm và các bệnh về mắt như viêm võng mạc quáng gà viêm kết mạc cấp tính công dụng của thảo quyết minh theo y học hiện đại nghiên cứu của dược lý hiện đại cho thấy thảo quyết minh có các tác dụng như sau tác dụng an thần nghiên cứu tác dụng của thảo quyết minh trên thỏ bằng đường uống cho thấy tác dụng an thần kết quả điện não đầu của thỏ tăng thành phần sóng chậm giảm sóng nhanh giảm hoạt hóa các tế bào thần kinh của vỏ não và thể lưới tác dụng nhuận tràng Kết quả các nghiên cứu cho thấy thành phần anthranoid của thảo quyết minh làm tăng sự co bóp của ruột, từ đó kích thích quá trình tiêu hóa trong cơ thể, tăng tác dụng nhuận tràng giúp cho việc đại tiện được dễ dàng, giúp phân mềm không lỏng và hỗ trợ điều trị táo bón. Tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn cao lỏng cồn từ hạt thảo quyết minh có tác dụng kìm hãm sự phát triển của các loại vi khuẩn như bạch hầu, tụ cầu khuẩn, trực khuẩn, vi khuẩn thương hàn Phó Thương Hàn. Bên cạnh đó, cao lỏng nước của Thảo Quyết Minh có tác dụng ức chế một số loại nấm gây bệnh ngoài da. Tác dụng hạ lipid máu, nghiên cứu tác dụng của Thảo Quyết Minh trên động vật cho thấy loại hạt này có vai trò trong việc hạn chế hình thành mảng sơ vữa động mạch, hạ triglyceride máu và cholesterol máu toàn phần, hạ huyết áp, kiểm soát nồng độ lipid trong máu. 4. Liều dùng và các lưu ý khi dùng Thảo Quyết Minh Liều dùng thảo quyết minh Liều dùng thông thường của thảo quyết minh khoảng từ 5 đến 10 gram trong ngày, dùng dưới dạng thuốc bột, thuốc sắc, thuốc viên hoặc có thể kết hợp với một số vị thuốc khác. Tuy nhiên, liều dùng cụ thể của thảo quyết minh phụ thuộc vào tuổi tác, tình trạng sức khỏe và tình trạng bệnh mắc phải. Vì vậy, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng vị thuốc này trong hỗ trợ điều trị. Một số lưu ý khi sử dụng thảo quyết minh khi sử dụng dược liệu Thảo quyết minh trong hỗ trợ điều trị, bạn cần lưu ý một số vấn đề như sau. Thảo quyết minh không được sử dụng cho người bệnh có tỳ vị hư hàn, đại tiện lỏng, tiêu chảy. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy sử dụng Thảo quyết minh là an toàn đối với phụ nữ có thai. Vì vậy, dược liệu này được sử dụng trong hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ ở phụ nữ có thai. Thảo quyết minh có thể tương tác với các thuốc cũng như thực phẩm mà bạn đang sử dụng. Vì vậy bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trong hỗ trợ điều trị. 5. Bài thuốc y học cổ truyền từ Thảo Quyết Minh Một số bài thuốc y học cổ truyền có chứa Thảo Quyết Minh như sau. Bài thuốc điều trị nấm da, hắc lào, bạn dùng 20g Thảo Thuyết Minh đem ngâm trong 5ml giấm và khoảng 40-50ml rượu. Thời gian ngâm trong khoảng 10 ngày, cồn tạo thành dùng bôi lên vùng da cần hỗ trợ điều trị. Bài thuốc hỗ trợ chữa đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp tính, sợ ánh sáng, chảy nước mắt nhiều. Đem sắc hỗn hợp gồm 9 gam thảo quyết minh, 9 gam giã cúc hoa, 6 gam mạn kinh tử, 6 gam mộc tạch. Nước sắc được dùng uống trong ngày. Bài thuốc hỗ trợ điều trị cao huyết áp, đau đầu, dùng dược liệu thảo quyết minh sao vàng, giã dập, ngâm với nước sôi nóng và để nguội đem uống thay nước khi khát. Bài thuốc hỗ trợ điều trị mất ngủ, tim hồi hộp, cao huyết áp, đem sắc hỗn hợp 20g thảo quyết minh, 15g mạch môn và 6g tâm sen sao. Nước sắc được dùng uống trong ngày. Như vậy, thảo quyết minh là loại dược liệu có nhiều công dụng trong y học, đặc biệt là trong các bài thuốc y học cổ truyền hỗ trợ điều trị các bệnh tăng huyết áp, nấm da, mất ngủ. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn bạn nên nhờ sự tư vấn từ các bác sĩ có chuyên môn trước khi sử dụng. Để được tư vấn miễn phí về cây thuốc và mua cây thuốc chuẩn nhất mọi người liên hệ tới hotline 0976 836 586 để được tư vấn chi tiết nhé. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.